Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải dòng chia sẻ được cho là của cô gái livestream khoe trốn cách ly ở sân bay nhằm gửi lời xin lỗi đến mọi người và cập nhật một số hình ảnh trong quá trình cách ly khiến nhiều người xôn xao. Những ngày vừa qua, sự việc cô gái NTT ngụ Bình Dương livestream khoe trốn cách ly tại sân bay sau khi đáp chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam đã khiến nhiều người phẫn nộ. Ngay trước phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng và bị mọi người truy tìm, T đã chủ động đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe và xin tự nguyện cách ly tại trường quân sự tỉnh Bình Dương. Sau 3 ngày cách ly tự nguyện, mới đây tài khoản Hà Nội được cho là Facebook cá nhân của NTT, 28 tuổi, quê Kiên Giang, đã đăng tải bài viết dài gửi lời xin lỗi tới mọi người vì những lời lẽ không hay trước đó của mình. Đồng thời, cô gái này cũng đăng tải những hình ảnh cập nhật tình hình của bản thân trong suốt thời gian cách ly vừa qua. Hình ảnh của NTT chụp lại trong thời gian cách ly tại trường quân sự. Mấy ngày qua, Facebook em bị chặn nên không đăng bài lên để xin lỗi mọi người. Mấy ngày quá lo lắng, chứ không phải con và gia đình con im muốn trốn tránh việc này đâu ạ. Là vì im lặng là, con đang cố gắng để đi đến nơi cách ly cho mọi người biết đỡ lo, vì con có những lời lẽ không hay, và quá tiêu cực và nói ra như vậy con biết mình sai. Cho con thành thật xin lỗi với tất cả mọi người và cộng đồng mạng, NTT chia sẻ, cô được đo nhiệt độ hàng ngày và không có dấu hiệu bị sốt bên cạnh đó. Cô gái này cũng không quên lên tiếng khẳng định bản thân là tự nguyện cách ly, chứ không hề bị bắt buộc. Con đi đến bệnh viện Bình Dương để khám và bác sĩ cũng bảo trong người không có vấn đề gì, tự về nhà cách ly. Sau đó con nhận được cuộc gọi từ y bác sĩ và Bộ Y tế giúp đỡ con và đưa con vào trường quân sự để được cách ly và theo dõi đến nay được 3 ngày và sức khỏe bình thường, không sốt. Và con sẽ chấp hành theo luật pháp theo 14 ngày. Và sau đây tôi xin đính chính lại là tôi tự nguyện đi xin cách ly chứ không có ai bắt tôi hay hốt hoặc bế tôi lên phường nhé. Thông tin đều sai nhé và nhà báo bớt đưa sai và khẩu nghiệp nha. Là tôi đã đi cách ly 3 ngày rồi nha. Chứ tôi không trốn, NTT khẳng định. Những nội quy T phải thực hiện trong thời gian cách ly tập trung video liên quan trong bài chia sẻ của mình, T còn cho biết điều kiện ở khu cách ly khá tốt. Và con thấy trong này rất chu đáo và quan tâm lo cơm nước ngày 3 buổi nước uống thoải mái. Nếu muốn ăn uống gì thêm ở ngoài thì cũng có thể nhờ mấy chú mua hộ được. Khi chưa biết gì về cách ly thì mọi người ai cũng lo sợ phải ở cùng nhiều người. Nhưng mọi người đừng lo vào đây chỉ ở một mình cùng lắm là 2 người thôi ạ. Ngay sau khi dòng chia sẻ dài của NTT được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người thân và bạn bè cũng vào động viên cô gái thực hiện cách ly và theo dõi sức khỏe để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Trước đó, sau khi đáp máy bay từ Busan, Hàn Quốc để trở về sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, T đã livestream khoe mình đã trốn cách ly. Trong đó, T nói, những người không thông minh là những người bị cách ly. Còn thông minh như em thì đâu có bị cách ly đâu chị. Phụ nữ sống bằng cái não cái óc. Mình phải biết cách mình nói như thế nào. Để một tí em về nhà đến Bình Dương, em sẽ nói cho mọi người nghe từng chút từng ly từng tí. Khi về đến, chị An, cô vấp phải sự phản ứng gay gắt của cộng đồng và đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để khám nhưng không có dấu hiệu nhiễm virus corona. Ngay sau đó cô được ngành y tế Bình Dương đưa đến khu cách ly tập trung của tỉnh để thực hiện cách ly trong 14 ngày. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra dịch tễ của cô, lên danh sách tất cả những người đã có tiếp xúc gần với cô trên máy bay, khi nhập cảnh, trên các đoạn đường di chuyển từ khi nhập cảnh đến khi được cách ly, gia đình, người thân để khoanh vùng và giám sát sức khỏe trong những ngày tới. Theo Nam An trên tổ quốc Let's Blog Ask Why.